đạo đồ thừa quán 119. Anh em yêu mến thì Như Lai đăng ký kênh thầy nhiệt tình nhé. Thầy Trương à, con nhóc vào đi. Diên lão từng là thầy trà đạo của ta, là vô cùng lương thiện. À được, mời qua bên này. Lão già đã ở bên trong đợi lâu rồi. Mời các vị. Tu pháp này của Điền lão đúng là bảo đào chưa già, mây trôi nước lượng, hương thơm này chưa uống mà đã khiến cho người ta khen không ngớt rồi rồi. À ha, ha, ha. Lưu Lăng à, ngươi đừng có lùi ta ra làm cái trò cười nữa. Có điều vị khách phía sau này là bẩm thầy Điền, vị này là Trương Huyền, là giáo viên trẻ tuổi kiệt xuất nhất của học viện Hồng Thiên. Trương Huyền à, giáo viên kỳ sức nhất của Học viện Hồng Thiên không phải là Lục Tà Mư. Thầy Lục cũng rất là ưu tú, nhưng mà thầy Trường lại không hề kém cạnh, thậm chí còn ưu tú hơn. Ưu tú hơn? Tên tiểu tử này trước kia viết thư bảo là muốn nhận Lục Tầm làm đồ đệ mà. Sao đột nhiên lại dẫn tiểu tử này qua đây rồi? Có thể nhận được sự tán dương của người, như vậy thì cho đúng là có bản lĩnh với tư cách ngồi ở đây rồi. Có điều muốn uống trà của ta thì đâu có thể dễ như thế, phải vượt qua thử thách mới được. Thử thách? À, tốt quá rồi thầy Trương à, đây là cơ hội tốt, người chắc cũng phải nắm chắc đó. Có lẽ người không biết, trà của thầy Điền, bất luận là lá trà hay là cách pha chế trà, đều rất là cầu kỳ, là ước mơ của vô số người tu luyện. Hơn nữa, trà tỉnh thần của thầy Điền sau khi cho võ giả uống thì có thể đạt tới tâm hư như nước lẫn cảnh như trong thời gian ngắn. Mặc dù vào trong cơ thể thời gian ngắn nhưng lại có thể khiến cho người đó cảm nhận được sự áo diệu của tâm cảnh, có ích rất lớn cho sự tiến bộ sau này. Có thể đạt được cảnh giới tầm như nước lặng trong thời gian ngắn sao? Chỉ cần đã được cảnh giới tầm nhìn nước lặng thì làm bất kỳ điều gì, việc gì đều có thể chăm chú không bị người khác nhìn thấy các ảnh hưởng rồi. Chẳng trách lại nói uống trà trịnh trọng như thế, còn phải thử thách nữa. Mặc dù mình đã đạt tới cảnh giới tâm như nước lặng rồi, nếu trà thực sự lợi hại như thế thì có lẽ có thể cảm nhận được sự trung cấp, thậm chí còn cao hơn cũng nên. Điền lão không biết là thử thách gì. Đừng có dội, bảo Lục Tầm bên ngoài vào đi. Lục Tầm bái kiến Điền lão. Ừ, ngồi đi. Các người đều là giáo viên kỳ xuất của Học viện Hồng Thiên, đáng tiếc là chỉ có một chén trà nên đành thi đấu thôi. Thế này đi, ta đưa ra câu hỏi cho hai người thi, ai thắng thì người đó có tư cách để uống trà. Lơ Tăng, ta nói thế có được không? À, xin nghe theo Điên lão đình đoạt. Thỏa hóa ra ông già này muốn thử thách là giả, mấu chốt là muốn tạo điều kiện cho Lục Tầm mà. Nên cái thứ gọi uống trà đều là giả, để Lục Tầm biểu hiện nhận được sự yêu thích của lưu sư mới là thật à. Hai người thi đấu là vì muốn uống trà, nên lần này thi vừa thảo luận trà đạo đi. Trà đạo? Điền lão à, thầy Trương là đại sư thư pháp. Theo như bọn ta được biết thì chưa từng tiếp xúc trà đạo. Thử thách trà đạo hình như có chút không hợp. Ồ, đại sư thư họa. Thế này đi, ngồi trà đạo ra thì ta còn có chút nghiên cứu về thư họa. Hơn nữa, cũng vừa có được một bức thư họa nhờ Lục Tâm học thức thầm uyên. Cha Lục Tâm cũng là đại sư thư họa, từ nhỏ đã tiếp xúc nên cũng có chút biết về thư họa, chắc là hiểu biết hơn so với trà đạo. Chi bằng ta lấy ra cho hai vị bình phẩm, ai nói chính xác hơn thì người đó thắng. Hai vị không ý kiến gì không? À, nghe thầy sự sắp xếp của Điền lão. Sự sắp xếp của Điền lão, Lục Tầm đâu dám có ý kiến. Thì đấu thư họa, nếu thì cái khác thì có lẽ ta còn phải vào đồ thư quán tìm hiểu, hợp từng chút một.
Còn Thư Họa hoàn toàn không cần. Nếu các người đã không có ý kiến gì, thì ở đây ta có một bức tranh của Lô Sư Tận, thậm chí được coi là hoàn mỹ. Mỗi lần đều nhìn, đều khen người không ngớt. Hôm nay, coi như là cho các người có phúc mới được hưởng thức cái tác phẩm này. Thật là hy vọng lúc còn sống ở trên thế giới này có thể nhìn thấy được đại sư Tư Họa thế này, tận mắt chứng kiến kỳ nghệ cao siêu của hắn. Không nhiều lời nữa, bây giờ ta đưa cho các người đi xem. Trang Hiền, Thịnh Phi, hai người có tình thông, Tư Họa cùng chỉ điểm đi. Lô sư, đây là chính là bức thư kia. Chúng ta cứ quan sát đi đã. Đây là Tư Họa ngũ cảnh. Đúng thế, đúng là bức họa ngũ cảnh. Chỉ là đáng tiếc tác giả lại không để lại tên của mình và tên của bức thư họa này. Nếu không ta đã đến nhà tận nhà thăm hỏi rồi. Để rồi, nếu là bình phẩm thì bắt đầu đi. Quan sát bức tranh này rồi thì sau đó bình luận. Ai bình luận đúng hơn thì người đó thắng. Sẽ do ta và tam sư chấm điểm. Thế này thì không cần nghi ngờ tính công bằng. Nếu như thầy trường được xem là đại sư thi họa, thì chỉ bằng để thầy trường bình luận trước đi. À, đỡ thầy lục ra trước đi. Được thôi, vậy ta không khách khí nữa. Có điều hy vọng lần nữa thua thì đừng có tìm kế đó. Trên đồ này còn nói là đại sư thư họa. Đùa chắc. Thư họa ngụ cảnh là do tổng sư thư họa đỡ lại. Ta cũng không dám tự tiện bình phẩm. Lát nữa có gì không đúng thì mong các vị sửa chữa. Coi như là giao lưu thôi. Bức tranh này mặc dù tác giả không để lại tên, nhưng ý cảnh cao xa. Ta đúng là lúc vẽ bức tranh này vì tổng sư đó chắc là đang đứng ở trên một bãi cỏ rộng lớn, cảm nhận vẻ đẹp tráng lệ và yên tĩnh trước mắt. Tâm tình vui vẻ, nó mới múa bút trúc mực để lại bức họa rất bất hủ này. Chỉ cần nhìn một cái là có thể cảm nhận được một khảo nguyên rộng lớn đập vào mắt mình. Con nai rừng đã ung dung ăn cỏ, hòa cỏ tranh nhau đua nở. Nội dung bút pháp bên trong rõ ràng rồi. Bức họa này dùng bút pháp song câu. Phát họa nét chính là sự việc hiện tượng trước, sau đó thì vẽ ra ý cảnh vĩ mô. Bút pháp song câu. Chẳng lẽ không phải là tả hữu dù lòng ư? Một chính nhé.